sau khi trận cuồng phong mang tên Noru tàn quét vào đất liền, thì các tỉnh miền Trung đã bị tập bão tàn phá một cách rất là khủng khiếp. Nơi chúng tôi đang đứng đây là một trong những con đường chính của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, con đường Trần Hưng Đạo. Thì như chúng ta đã thấy thì bây giờ thành phố thì là rơi vào cảnh rất là khổ nạn, với việc là cây xanh là bị gió thổi bật gốc, một số bảng hiệu cũng như là mái tôn cũng bị gió thổi xé toạc. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng của cơn bão số 4 trong đêm qua và sáng ngày hôm nay, tỉnh này đã có mưa to và gió mạnh. Người dân đã lo lắng thức trắng đêm để canh bão. Phóng viên Trung Kiên hiện nay đang có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông tin chi tiết. Xin được kết nối với phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Và lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ven biển huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Và các bạn có thể thấy là sau một đêm mưa gió dữ dội thì đến buổi sáng ngày hôm nay thì biển đã không còn động như ngày hôm qua nữa và trời cũng đã ngớt mưa. Tuy nhiên theo cập nhật của chúng tôi thì tại khu vực của huyện đảo Lý Sơn trong đêm qua và rạng sáng nay đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và khiến cho rất nhiều nhà trên địa bàn của huyện Lý Sơn đã bị tốc mái và hư hỏng. Người dân đã sơ tán đến nơi an toàn nên đến thời điểm hiện tại là chưa ghi nhận thiệt hại về người. Còn tại khu vực của huyện Bình Sơn, trong buổi sáng ngày hôm nay, qua một vòng khảo sát của chúng tôi thì có thể thấy là cũng có khá nhiều các cửa hàng, kiosk kinh doanh đã bị hư hỏng và bị thiệt hại. Và đặc biệt là có cái sự cố lưới điện rất là nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết thì bão đã gây mất điện cho khoảng 210 hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân mất điện là do liên quan đến sự cố đường dây trung thế 22 kV ở khu vực và hiện tổng công ty này đang huy động nhân lực để khắc phục sự cố. Còn tại khu vực ven biển của huyện Bình Sơn thì theo ghi nhận của chúng tôi trong rạng sáng nay thì tại một số kiosk ở ven biển thì sau khi được chằng chống khá là kỹ lưỡng thì vẫn đảm bảo về an toàn, rất là hạn chế trong việc là tốc mái. Trong sáng ngày hôm nay thì một số người dân đã ra khu vực kiosk của mình để kiểm tra, để xem tình hình thiệt hại như thế nào và có thể so sánh của cơn bão số 4 lần này với cơn bão Molave vào năm 2020 thì sức gió là không bằng và đến nay thì thiệt hại theo quan sát của chúng tôi thì cũng chưa ghi nhận những thiệt hại đáng kể, ngoài một số cây xanh và cột điện bị đổ gãy trên đường thì không có cái thiệt hại nào nghiêm trọng cả. Còn tại khu vực vùng núi, theo trao đổi với chủ tịch của huyện Sơn Hà thì có thể cho biết là trong cả sáng nay thì đã có mưa rất lớn và nước trên sông ở khu vực này đã lên báo động 3 và ngập 3 cầu tràn tại huyện này. Và tình hình tuy nhiên thì người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên cũng chưa ghi nhận những thiệt hại về người. Và điều chúng tôi muốn cảnh báo là trong sáng ngày hôm nay ghi nhận ở ngoài khu vực ven biển thì đã có một số ngư dân chèo thuyền thúng ra ngoài, có thể là họ tranh thủ thời tiết đã ổn định để đi đánh bắt. Tuy nhiên trong khoảng đường thời điểm trước, trong và sau bão thì những khoảng khắc này thì có thể sóng gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào và có thể gây nguy hiểm cho những ngư dân chèo thuyền thúng ở ngoài ven biển. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về hiện tượng này, tuy nhiên thì người dân vẫn bất chấp và ra khơi. Có thể nói là cơn bão số 4 đã ảnh hưởng đến khu vực miền Trung trên diện rộng và đặc biệt tại tỉnh Quảng Ngãi thì trong đêm qua người dân đã có một đêm thức trắng và không ngủ, cộng thêm hiện tượng là mất điện nữa nên là người dân thực sự lo lắng trước cơn bão này.
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và thiệt hại trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Quảng Nam, nơi mà phóng viên Đình Hoàn của VTC thì cũng đang có mặt tại đây cho biết. Hiện tại thì trời đang có mưa to, gió rất lớn và cảm nhận cơn bão Noru đang tiến rất sát với đất liền tỉnh này rồi. Và thời điểm hiện tại thì lực lượng quân đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thì vẫn đang nỗ lực tăng cường việc tuần tra kiểm soát để đảm bảo là người dân trở về nhà khi mà bão sắp đổ bộ. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cùng kết nối với phóng viên Đình Hoàn. Vâng ạ, xin mời trường quay. Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Đình Hoàn và ekip của VTC14 đang tác nghiệp tại đây ạ. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang có mặt tại bờ biển làng Bích Họa, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Như các bạn có thể thấy, thời điểm này mưa tại đây thì đang nặng hạt hơn và những cơn sóng ở ngoài biển đang dồn dập vỗ vào khu vực gần bờ này. Và những người dân địa phương thì cho biết là đây là một cái ảnh hưởng rất lớn của cơn bão số 4, nên là khu vực ven biển này mới có những cái hiện tượng thời tiết cũng bất thường như vậy. Và người dân ở xung quanh khu vực này thì đã được yêu cầu là di rời đến toàn bộ những khu vực an toàn xen ghép hoặc là những khu vực tránh trú của Ủy ban dân tỉnh cũng như là các khu vực mà nhà văn hóa, thôn, xã. Và để có thêm thông tin về công tác mà ứng phó với cơn bão số 4 này, ngay sau đây chúng tôi sẽ cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh. Vâng ạ, xin kính chào ông. Ông có thể cho biết là tình hình thời tiết thời điểm này có cái điều gì khác biệt so với buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay ạ? Thời tiết trong buổi tối nay thì có rất là nhiều sự khác biệt. Đối với sóng thì có thể nói là rất là to, rất là lớn và sóng có thể là vão vào gần bờ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là đối với lại gió thì so với lại thời gian trước giờ chiều thì gió hôm nay đã dần dần và đã lớn lên rất là nhiều rồi, gió mạnh nhiều rồi. Và mưa, lượng mưa thì cũng rất là lớn. Lượng mưa cho đến nay so với lại những đầu giờ chiều thì lượng mưa của chúng không có thể nói là rất là lớn. Vâng ạ, thưa ông, trước những cái diễn biến bất thường và đặc biệt nguy hiểm của cơn bão này, công tác di rời người dân đến nơi an toàn đã được chính quyền địa phương thực hiện như thế nào ạ? Chúng tôi đã phân công chỉ đạo và cho đến hiện nay thì chúng tôi đã di dời toàn bộ khoảng 5.700 người dân của Tam Thanh đến nơi an toàn. Và phần lớn thì chúng tôi đã đưa về thành phố, trên nội thành của thành phố. Và ngoài ra thì người dân là tự di dời, hoạt động người dân là tự di dời đến các nhà thân quen và trên các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn của tỉnh để phòng tránh cơn bão này. Cơ bản là chúng tôi đã hoàn thành cái việc di tán, sơ tán nhân dân. Vâng, cơn bão số 4 chỉ còn ít giờ nữa thôi là sẽ tiến sát và ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực đất liền. Ông có cái khuyến cáo gì thêm đối với người dân để chúng ta nâng cao cái tinh thần chủ động ứng phó với bão, tránh cái tâm lý chủ quan dẫn đến những cái thiệt hại không mong muốn về người cũng như là về tài sản ạ? Đối với người dân thì đề nghị là người dân là hết sức là phải cảnh giác đối với lại cái cơn bão này. Người dân phải chủ động để rồi tự mình để rồi tránh bão để rồi đảm bảo an toàn tính mạng của mình. Cái việc nữa là người dân đã đến các cái nơi mà tránh bão an toàn thì tôi đề nghị là người dân phải thực hiện nghiêm các cái quy định và đề nghị là không được trở về lại đối với lại cái khu vực nhà mà đang ở. Hiện nay là chúng tôi cũng đang đi tuần tra kiểm soát toàn bộ các cái khu vực để rồi phòng tránh những cái việc mà người dân có thể là lẩn tránh trốn về nhà nếu có thể. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, công tác ứng phó với cơn bão số 4 đang được tỉnh Quảng Nam triển khai một cách quyết liệt để không có những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản có thể xảy ra. Chúng tôi cũng thông tin thêm rằng bắt đầu từ 18 giờ buổi tối ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định là cấm tất cả các cái phương tiện mà di chuyển ở ngoài đường, trừ là những cái phương tiện mà phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, đến khi có những cái thông báo mới nhất từ phía mà Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Với những cái phương tiện mà di chuyển từ phía địa phương khác vào Quảng Nam cũng được yêu cầu là tìm những cái nơi mà tránh trú an toàn để tránh tác động của cơn bão số 4 có thể là gây ảnh hưởng cũng như là nguy hiểm cho người và tài sản. Và nhóm phóng viên của kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn thông tin về cơn bão số 4 này trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay. Và trước mức độ nguy hiểm của bão số 4 thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra một số khuyến cáo an toàn cho người dân để biết cách ứng phó và giảm thiểu thiệt hại về người cũng như tài sản. Theo đó, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão, giữ liên lạc giữa tàu thuyền và đất liền,
đưa người và phương tiện để tránh trú những nơi an toàn. Gia cố chằng chống nhà cửa, sơ tán đến những nơi an toàn, tránh xa những nơi có nguy cơ lũ, lụt, sạt lở. Dự trữ những nhu yếu phẩm, thuốc men, chấp hành mọi yêu cầu của chính quyền. Khi bão xảy ra, người dân không ở trên tàu thuyền đang neo đậu hay ở tại lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, không tránh trú ở dưới gốc cây lớn, cột điện, khu vực có trạm biến áp, nên ở trong nhà nếu có thể hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Và nếu trong trường hợp gặp tai nạn trong lúc mưa bão đang xảy ra, thì thông tin kịp thời chính xác vị trí khi cần cứu hộ cứu nạn, tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tàu thuyền khi đang đánh bắt trên biển cần nắm rõ những kênh thông tin liên lạc với các đơn vị hỗ trợ như Đài Thông tin Duyên Hải, Bộ đội Biên phòng hay lực lượng Hải quân khu vực gần nhất.